Giống như Samsung, Apple có thể tăng giá cho dòng iPhone cao cấp trong năm 2022. Nguồn tin đến từ Apple Pro tuyên bố trong khi iPhone 14 sẽ giữ nguyên mức giá là 799 USD, tương đương với 18,13 triệu đồng. Chiếc iPhone 14 Pro Max sẽ lên kệ với giá khởi điểm là 1.199 USD, khoảng 27,21 triệu đồng. Lý do đằng sau được tăng giá iPhone 2022 cho thấy công ty không còn duy trì mức chênh lệch giá 100 USD giữa iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro do thiết kế hoàn toàn mới và được nâng cấp trong các mẫu iPhone Pro. Mẫu iPhone Pro sẽ là những chiếc iPhone có Face ID dưới màn hình đục lỗ và dưới khu vực các hình viên thước sẽ chứa camera selfie và các thành phần còn lại của Face ID. Cùng với đó, chúng sẽ có các nâng cấp thông thường về bộ camera, màn hình, chip xử lý. Dưới đây là bảng giá dự kiến của dòng iPhone 14. iPhone 14 màn hình 6,1 inch từ 799 USD khoảng 18,13 triệu đồng. iPhone 14 Max màn hình 6,7 inch từ 899 USD khoảng 20,4 triệu đồng. iPhone 14 Pro màn hình 6,1 inch từ 1099 USD khoảng 24,94 triệu đồng. iPhone 14 Pro Max màn hình 6,7 inch từ 1199 USD khoảng 27,21 triệu đồng. Các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có bộ nhớ cơ bản 128GB. Trên thực tế, giá trung bình của dòng iPhone 14 sẽ được tăng đáng kể so với dòng iPhone 13. Nếu muốn mua tất cả các mẫu dòng iPhone 2021, người dùng chỉ còn 3.596 USD. Nhưng mà nếu muốn mua bộ tứ iPhone 14 2022 theo mức giá dự kiến, iPhone sẽ còn chi thêm 400 USD, khoảng 9,08 triệu đồng. Chiếc iPhone 14 Max sẽ cung cấp màn hình lớn 6,7 inch giống như là iPhone 14 Pro Max với giá thấp hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn đắt hơn iPhone 13. Lý do khiến iPhone 14 trở nên đắt đỏ? Tất nhiên, mọi thứ sẽ được ngã ngũ khi mà Apple công bố loại iPhone 14 vào cuối mùa thu này. Bố cục camera mới, bộ xử lý con chip nhanh hơn, màn hình tốc độ làm mới 120Hz cho mẫu iPhone 14 Max cũng như là thiết kế đục lỗ hoàn toàn mới. iPhone Pro sẽ là những nâng cấp có trên dòng iPhone 2022. Việc đặt máy chiếu chấm dưới màn hình và sử dụng màn hình OLED các hình viên thước độc quyền của Samsung sẽ làm tăng đáng kể chi phí màn hình. Phần đắt đỏ nhất của iPhone, thậm chí có tin đồn cho rằng camera selfie mới sẽ sử dụng ống kính rộng hơn để chi phí lắp ráp iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Thậm chí có tin đồn cho rằng camera selfie mới sẽ được sử dụng ống kính rộng hơn để chi phí lắp ráp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max khi so sánh với người tiền nhiệm. Hiện tại, khả năng tăng giá của các mẫu iPhone 14 Pro đang được Apple xem xét. Tuy nhiên, khi mức giá của dòng flagship Samsung đang có xu hướng tăng, tổ hợp sản phẩm đã được thay đổi trong vài năm qua và tình trạng lạm phát tràn lan dọc theo những chuỗi cung ứng, nhà táo sẽ cần phải định giá lại iPhone để bù đắp vào những chi phí sản xuất và phát triển tăng lên. Và không quên nhắc một chút, nếu mà các bạn đang muốn mua những dòng sản phẩm của Apple thì mình sẽ để link ở trong phần mô tả dẫn thẳng các bạn đến cửa hàng Viễn Đông Mobile. Ở đây, các bạn sẽ được mua hàng với giá tốt, chính sách hậu mãi tốt. Chi tiết thì sẽ ở trong phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.